Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Hà Tĩnh, năm 2023, đơn vị đã tiếp nhận, xử lý hồ sơ, đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 7.786 lao động, với tổng số tiền chi trả hơn 142 tỷ đồng. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân hơn 3,2 triệu đồng một tháng. Cùng với việc giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, Trung tâm cũng đã tư vấn việc làm, tư vấn học nghề theo quy định. Năm 2023, có 200 người được hỗ trợ học nghề, với tổng số tiền hỗ trợ hơn 980 triệu đồng.